Hai Túc Sơn 2017 ra mắt với giá rẻ bất ngờ 815 triệu, Mazda CX-5 và Honda CR-V gặp thách thức lớn. Hyundai Tucson 2017 được lắp ráp tại Việt Nam với đa dạng phiên bản và mức giá khởi điểm rất hấp dẫn, chỉ từ 815 triệu đồng, nhanh chóng tạo làn sóng mới trong phân khúc crossover 5 chỗ. Cách đây không lâu, hình ảnh và thông tin của Hyundai Tucson 2017 với phiên bản turbo mới đã được rò rỉ tới người yêu xe. Hôm nay Hyundai thành công chính thức công bố ra mắt Tucson 2017 với đầy đủ các phiên bản và giá bán khá hấp dẫn. Hyundai Tucson 2017 sở hữu kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4475 x 1850 x 1665 mm với diện mạo mỏng phong cách của Santa Fe. Triết lý điêu khắc dòng chảy 2.0 thể hiện rõ nét trên mẫu xe này ở các đường gân chạy dọc thân xe được nổi từ phần gờ nổi của hốc hút gió chứa đèn sương mù tạo kiểu dáng khí động học. Hyundai Tucson sở hữu cụm đèn pha được trang bị công nghệ LED sắc cạnh, vuốt từ cấp dưới tản nhiệt đặc trưng hình lục giác sang hai bên, đèn LED chiếu sáng ban ngày ở phía trước cùng cụm đèn phanh công nghệ LED 3D ở phía sau. Xe sử dụng Legend 5 chấu kép 19 inch đi kèm bộ lốp bản 245/45 giúp chiếc xe ổn định hơn khi vào cua hay chuyển làn ở tốc độ cao. Ở nội thất, Tucson 2017 được trang bị nội thất bọc da sang trọng với ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng tiện dụng. Vô lăng xe được bọc da cao cấp, điều chỉnh 4 hướng với rất nhiều các phím điều khiển chức năng. Tucson 2017 trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hàng ghế sau được làm mát thông qua cửa gió chính giữa, giúp nhanh chóng có được nhiệt độ thích hợp và dễ chịu. Hệ thống giải trí trên xe trang bị đầy đủ các kết nối radio AM, FM, USB, MP3, AUX, Bluetooth, hỗ trợ phát hình định dạng MP4 chuẩn Full HD đi kèm với 6 loa. Ở vị trí trung tâm, mặt táp lô xe là màn hình đa chức năng cỡ lớn có kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và được tích hợp sẵn hệ thống định vị bản đồ dẫn đường thông minh do Hyundai phát triển. Màn hình này cũng được kết hợp với camera lùi giúp lái xe dễ dàng đỗ vào vị trí cần thiết hơn. Vẫn như truyền thống các mẫu xe Hàn, Hyundai Tucson 2017 trang bị nhiều tiện ích công nghệ như đèn, như điều khiển hành trình Cruise Control, chìa khóa thông minh cùng nút nhấn khởi động Start Stop Engine, phanh tay điện tử EPD, hỗ trợ phanh động cơ Auto Hold, đèn chiếu sáng tự động, cốp điện thông minh chống kẹt, cửa sổ ngoài trời cảnh Panorama. Hyundai Tucson 2017 CKD được trang bị tới 3 phiên bản động cơ, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Đầu tiên là động cơ turbo phun xăng trực tiếp 1.6 lít TGDI cho công suất cực đại là 177 mã lực tại 5.500 vòng trên phút cùng mô men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 dao động đến 1.500 vòng trên phút. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT đem đến khả năng vận hành mạnh mẽ, thể thao hơn. Đặc biệt trên phiên bản này được trang bị hệ thống giảm xóc hiệu suất cao ASD giúp tăng cường khả năng vận hành ổn định cho xe. Phiên bản sử dụng động cơ diesel R 2.0 lít áp dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử EVGT kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp CRDI cho công suất tối đa là 185 mã lực tại 4.000 vòng trên phút cùng mô men xoắn cực đại là 400 Nm tại 1.750 dao động đến 2.750 vòng trên phút. Lựa chọn tiêu chuẩn vẫn là động cơ xăng NU 2.01 MPI cho công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng trên phút cùng mô men xoắn là 192 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Hai khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Economa Sport mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Về trang bị an toàn, Hyundai Tucson được trang bị 6 túi khí, thân xe gia cố 51% thành phần thép cường lực AHSS và loạt công nghệ gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh EPD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM,
hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS, hệ thống chống trộm Immobilizer. Tại Việt Nam, Hyundai Tucson thế hệ mới có 6 lựa chọn màu sắc đen, trắng, đỏ, bạc, cát và vàng bè. Và khách mua xe trong thời gian 45 ngày kể từ khi ra mắt được khuyến mại 30 triệu đồng. Giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm gói hỗ trợ chi phí tài chính và thuế VAT 10%. Hyundai Tucson 2.0 lít xăng tiêu chuẩn là 815 triệu Việt Nam đồng. Hyundai Tucson 2.0 lít xăng 890 triệu Việt Nam đồng. Hyundai Tucson 2.0 lít diesel 990 triệu Việt Nam đồng. Hyundai Tucson 1.6 lít TGDI 950 triệu Việt Nam đồng.